xuất hiện trên eo, V, BTS, khiến người hâm mộ phát sốt. V hay còn biết đến với tên gọi Kim Tae Hyung, thành viên nhóm nhạc BTS. Một lần nữa chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn đến công chúng thông qua doanh thu sản phẩm. Tạp chí Eo Hàn Quốc thông báo rằng V là ngôi sao xuất hiện trên trang bìa của số tháng 4 năm 2023 của tạp chí này. Theo đó, nam ca sĩ xuất hiện trên trang bìa của tạp chí với ánh mắt quyến rũ và nụ cười tinh nghịch. Tỏa ra sức hấp dẫn đầy mê hoặc điều này đã khiến các fan hâm mộ của anh ta trên toàn thế giới phấn khích. Với việc lựa chọn Taehyung làm người mẫu trang bìa, Eo Hàn Quốc hy vọng sẽ tăng thêm sức hút của tạp chí này đối với độc giả và tạo ra sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng người hâm mộ. Chỉ trong vòng 24 giờ sau khi trang bìa Eo Korea của Taehyung được tiết lộ, ấn phẩm này nhanh chóng dẫn đầu danh sách tạp chí bán chạy nhất tại các đơn vị phát hành lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản. Trên cơ tao 4U, một trong những trang web hàng đầu bán những sản phẩm liên quan đến nghệ sĩ tại Hàn Quốc. Tạp chí có hình của Taehyung cũng được xếp hạng là ấn phẩm bán chạy số 1 tại đây. Và hiện tại nam ca sĩ cũng giữ kỷ lục là thần tượng trang bìa của tạp chí được bán nhiều nhất mọi thời đại. Trước đó, V cũng khiến trang web của Celine bị sập trong nhiều giờ do lượng truy cập tăng đột biến khi người hâm mộ đổ xô vào đặt hàng bộ trang phục mà anh đang mặc. V tên thật là Kim Taehyung là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc nổi tiếng BTS. Anh được xem là một trong những thành viên nổi tiếng và được yêu thích nhất của BTS với vẻ ngoài điển trai và giọng hát ấn tượng cùng với khả năng đóng phim, sáng tác và thực hiện nhiều ca khúc sâu lâu, đồng thời cũng là một nhà sản xuất âm nhạc. Sự xuất hiện của nam thần tượng trên trang bìa của tạp chí Elle Hàn Quốc đánh dấu lần thứ hai gây tiếng vang sau 6 trang bìa số tháng 10 năm 2022 của tạp chí Vogue Hàn Quốc.